Hello, hello cả nhà. Let's kick thì hôm nay sẽ trở lại cùng với anh Mai Thi Thế, và bé Huy uh, Huy Kane. Uh, <cười> 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 it's okay, I don't care. Uh, uh hôm nay uh, anh em mình mới coi xong trận uh, Pháp với Spain. Okay, so uh, hả? Quá hay à, ok từ từ hôm nay mình nói chuyện chỉ hôm nay mình chỉ nói chuyện pháp với uh, với Spain thôi tại vì hôm qua là mình đã sơ lược qua trận England và và Hòa Lan so ok anh thế you are on my friend <laughs> 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 lần đầu tiên Mai Thế xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình lễ ký kịch do Cinema Studio thực hiện và vẫn không quên um, cái lời cảm ơn uh, đến uh, hai nhà tài trợ chính của chương trình, đó là anh uh, uh, nam, uh, nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor, và uh, Tommy và Thảo, chủ nhân của Farway uh, trên đường Grand Và uh, không quên chúc quý vị um, luôn sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, uh, luôn luôn có những uh, điều tích cực trong cuộc sống của mình. Và chào Eric Hiệp, chào Danny Huy dạ yeah. uh, chào anh Thế cũng như là chào anh hiệp và cũng như một lần nữa xin được gửi lời chào cũng như lời cảm ơn uh, đến tất cả quý khán giả đang dành một chút xíu thời gian trong ngày của mình để theo dõi chương trình Last Ticket uh, đồng hành cùng với uh, Euro 2024 uh, với uh, Cinema Studio rồi <cười> 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 trận hôm nay uh, quá hấp dẫn phải không uh, anh em uh, quá uh, hay quá uh, yeah. dạ. chào có lẽ là một trong những trận hay nhất của giải yeah. một trận đấu hấp dẫn và à, khi à, à, mọi người cứ nghĩ rằng à, à, ở một giải đấu mà các trận đấu mọi người mong chờ nó khan hiếm bàn thắng thì là đây là một trận đấu mở ở Hiệp 1 à, khi đội tuyển à, Pháp đã có bàn thắng sớm và đưa cục diện trận đấu nó vào cái thế sôi nổi hơn và đội tuyển Pháp với các cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm À, mặc dù uh, trước một uh, vàng dàn sao trẻ của đội tuyển Tây Ban Nha uh, hừng hực hừng hực khi thế nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình thì uh, đội tuyển Pháp có uh, chút xíu um, thay đổi trong cái đội hình xuất phát nhưng uh, những vị trí thay đổi uh, ông đi xem vẫn cho thấy rằng uh, đội tuyển Pháp có chiều sâu đội hình khi ông mạnh dạng loại mỏ ở uh, trên băng ghế dự bị và ông um, thi đấu trước đội tuyển Tây Ban Nha mà ông sử dụng sơ đồ là bốn ba ba thì cho thấy là ông hoàn toàn có thể là uh, thi đấu uh, tấn công ăn miếng trả miếng trước một đội tuyển Tây Ban Nha hơn hợp uh, có những trận thắng giòn giả hàng thủ uh, thi đấu uh, rất tốt kính kẽ và um, hàng tiền vệ thì uh, cầm nhịp giữ nhịp và triển khai tấn công rất tốt nắm thế trận và vẫn thăng hoa trên đôi cánh của mình đó là William ben, bên miền trái và uh, okay. Zaman ở bên miền phải uhm. một trận đấu uhm. tính tới thời điểm hiện tại mình chưa nói hai trận cuối cùng chắc có lẽ biết đâu được hai trận cuối cùng họ cũng thi đấu mở tưng bừng như vậy nhưng mà chắc có lẽ Tây Ban Nha đến giờ này vẫn là đội bóng mọi người rất là yêu thích và kỳ vọng uh, với cái lối đá hấp dẫn như vậy mà yeah, một trận đấu mà có thể nói là hấp dẫn ngay từ những phút đầu khá là bất ngờ bởi vì vào những vòng knock ao thì kể cả trận ở vòng đấu trước như là Tây Ban Nha và Đức thì hai đội cũng khá là thăm dò nhau à, chỉ có gần cuối hiệp một có những cái action à, mà không ngờ là có lẽ là một chút xíu bất ngờ đó là cái cái sự mà phản công phủ phủ đầu của của Pháp khi mà rõ ràng 5 phút đầu thì Tây Ban Nha vẫn là đội có cái cơ hội đầu tiên Ừ. một cầu thủ đánh đầu uh, bọt ngay ngang mà chỉ vài phút sau đó thôi thì bất ngờ một từ một đường tạt bóng của Mbappe mà uh, tiền đạo uh, của diễn pháp đã nghi bàn tiền đạo cũng không phải được xếp là đá chính nữa và ừ. yeah, mà mà cho, ừ. yeah, mà cho thấy được là cái uh, cái tính bình tĩnh cái sự bình tĩnh liềm đạm của Tây Ban Nha được thể hiện rất là rõ uh, trong cái mùa giải này thì rất là ít khi si Tây Ban Nha bị dẫn trước uh, chỉ có một lần là họ bị Georgia dẫn trước và lần thứ hai là ngày hôm nay gặp tuyển Pháp họ bị vượt dẫn trước à, nhưng mà cũng như hai lần đều là uh, có một cái sự uh, trả lời rất là gọn gàng ừ. và có lẽ là ngày hôm nay là một ngày không thể nào quên được của cầu thủ chưa được 17 tuổi nữa ngày hôm nay là anh mới có 16 tuổi 362 ngày Làm ra ngày anh... Lamizama. À, một tài năng của lò uh, đào tạo trẻ của Barcelona, một cú sút uh, quá đẹp, cầu vòng mà ừ. hiếm khi em em có bao giờ em học vẽ không? <laughs> <laughs> không? Em có hồi xưa Em có vẽ. Em có bao giờ em vẽ cái đường cong có đẹp gì không? <cười> <cười> anh, cũng, <laughs> anh cũng có dầm bà Anh cũng có vẽ cũng cũng đôi khi cũng nắng nót lắm mà chắc cũng không bằng một phần trăm của cái đường vẽ của Zaman. quá đẹp, quá đẹp, đẹp quá thật thủ môn thủ môn của tuyển pháp năm nay là một thủ môn khá tốt bàn thắng đó là cũng là một trong những bàn thắng mà à, từ đầu mùa giải cũng ít xuất hiện là sở trường của các cầu thủ mà đá biên mà họ, à, họ thi đấu họ được sắp vào cái vị trí mà nghịch chân của họ thì khi những đường họ lấy banh ngang lên họ chỉ cần đẩy ngang qua mà chống bằng trước thì họ cứ cứ ngày đây họ cứ cứ thì anh em mình có, có nói rằng là ngày nay cái cái new technology nó làm cho dày banh rồi đó họ cứ những cứu cái đường cong mà cái quỹ đạo banh của bay của banh quỹ đạo banh bay của banh nó bay rất đẹp thì uh, những vị trí sở trường như vậy thì rất hiếm nhưng mà đây là bàn thắng có lẽ là bàn thắng chỉ là bàn thắng thứ tư của các cầu thủ mà mình thường thấy là họ ghi bàn ở cấp câu lạc bộ nhiều hơn là ở cái giải đấu có tầm cỡ Euro hay World Cup. Mà mình chắc có lẽ rằng là một kỷ lục của cầu thủ trẻ yeah. ghi bàn đầu tiên ở Euro đã trẻ nhất ra đời trong lịch sử. Thì um, một bàn thắng quân bình thì là đưa tinh thần của đội tuyển uh, uh, Tây Ban Nha đã trở lại và uh, hàng thủ thì quá chặt chẽ quá tốt tiền hàng tiền vệ thì họ đã nắm thế chậm và họ triển khai tấn công đội tuyển Pháp thì đấu cũng rất hay nhưng mà ừ. uh, họ không kết thúc được uh, cái uh, ở mọi người cứ nghĩ rằng là cái sự uh, uh, thiếu vắng của Kavaha hay là uh, Norman vẫn uh, đâu đó để lại cái hai cái hai cái niệm yếu cho ông Hồ Tiên Uh, La Fuente Nhưng uh, Các cầu thủ vào sân Anh em mình có dự đoán là Navas Navas là một uh, Mẫu uh, Tiền đạo Tiền vệ uh, Ở ngay miên phải Nhưng mà khi cần Thì uh, Cái hành lang mà Các cầu thủ mà thi đấu thành công uh, Thì cái hành lang đó là của họ Họ làm chủ Lên Họ lên xuống Nên đôi khi mà Mà uh, Thi đấu uh, Chấp phá vào thì Những cầu thủ mà có uh, uh, khả năng thi đấu ở hai bên mặc nhiều công nhưng mà đôi khi cũng được Phú Luân kéo về làm đá phòng ngự thì họ, họ thành nhiệm vụ thì rất tốt. Một ngày mà uh, Navas đã thi đấu rất hay thì lắp vào cái khoảng trống đó thì uh, đội tuyển Tây Ban Nha uh, mình thể dụng từ là hiên ngang và chung kết. ha, huh? yeah. uh, Một cái mẫu mặt uh, Tây Ban Nha có thể nói là nằm ngoài dự đoán bởi vì uh, nếu mà lối đá của Tây Ban Nha thành công ở những năm mà 2006, 2008, 2012 à, hai cái chiếc cúp uh, Euro 2018, 2008, 2012 và chiếc cúp World Cup 2006 đều có một cái dấu ấn của Tiki Taka. Ừ. Nhưng cái phiên bản Tây Ban Nha 2024 lại hoàn toàn không thấy cái không ông 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 không không, không, không Rồi, chính xác huy rất là chính xác cái đó Ồ. là năm nay tuyển Tây Ban Nha trở về với cái lối đá trực diện hai Để cánh mà đặc biệt là những cái lối đá này nó lại rất là giống với những câu lạc bộ đá ở La Liga những cái thập niên mà Valencia hay là Villarreal và kể cả chính cầu thủ Navas cũng là một cái minh chứng là anh là luôn luôn là một cái đầu tàu cho những cái lối đá trực diện khi mà anh thi đấu ở Sevilla và cái lối đá đó của Tây Ban Nha thì không ngờ à, nếu vậy rõ ràng Tây Ban Nha đến với giải này có vẻ là hơi không được đánh giá cao có các chuyên gia không có đánh giá họ quá cao họ vẫn là một đội mạnh chắc chắn rồi à, bởi vì khi có bản có tây ban nha vẫn được gọi là bản tử thần họ nằm chung bản với croatia cũng là bản gọi là bản tử thần nhưng cái cách mà họ vượt qua ý họ vượt qua croatia và đến cái vòng điểm này 6 trận thi đấu 6 trận toàn thắng một cái lối đá trực diện sử dụng những cầu thủ trẻ à, kết hợp với những cầu thủ có kinh nghiệm một cái lối đá à, rõ ràng sòng phẳng không hề ngại trước các đối thủ lớn như là Đức và Pháp thì một cái chiến thắng ở trận bán kết và nó là hoàn toàn xứng đáng Nhưng à. dù nhìn lại thông số ngày hôm nay Danny vẫn là rất là thích thêm thông số thông số ngày hôm nay có thể không phản ánh đúng cái kết quả của cái cái tỷ số bởi vì cái hiệu suất bàn thắng vì cái bàn thắng của Yama là cái bàn thắng cái 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 chỉ số mình hành bàn nó rất là thấp Ừ. cho nên là mặc dù ghi hai bàn thắng nhưng mà cái hiệu số bàn thắng uh, kỳ vọng của Tây Ban Nha chỉ là 0.74 thôi yeah. mà họ lại có tới hai bàn thắng trong khi tuyển Pháp á, thì cái uh, chỉ số bàn thắng kỳ vọng là một một hai mươi mấy lần nhưng mà họ lại chỉ ghi được một bàn ừ. và cái thế trận thì Pháp cũng truyền nhiều hơn suốt nhiều hơn shot on target nhiều hơn nhưng nhìn về cái uh, possession nghĩa là cái thể nạn cầm bóng thì Tây Ban Nha nghĩa là Tây Ban Nha hoàn toàn ngày hôm nay họ làm chủ trận đấu tại rất là hiếm khi yeah. là một cái trận đấu mà hai đội bóng lớn thắng thua rõ ràng mà mình phải công nhận là tây ban nha quá mạnh hơn mà cũng không có một cái sự can thiệp mà của VAR cũng không có gì để bàn những mà... một trận đấu mà yeah. coi như là không bị vỡ bụng và chúng thế. cái và người xem họ có nhiều cái cung bậc cảm xúc thật của một trận bóng mà không bị can thiệp bởi cái VAR hay là những cái technology mà mà ngày nay họ áp dụng vào cái trận đấu đây là một trận đấu mà đầy cảm xúc thật sự một trận đấu mà như Danny huy đã nói là ông huấn luyện viên là friend ông đã mạnh dạng không sử dụng không cho các cầu thủ của mình tập lại hay mặc dù họ có thể họ quen câu lạc bộ họ có thể đã đúng cái bàn như vậy nhưng mọi người cứ nghĩ rằng là tiki taka là một lối đá mà ngày nay là tương đối nhàm chán. Anh cầm bóng nhiều, anh cứ đá cầm bóng nhiều, anh cứ truyền nhiều, đập nhã nhiều, truyền nhiều. Nhưng mà à, không có hiệu quả. Tại vì à, họ cứ nhường 2 phần 3 cho anh đá đó. Anh cứ đá rồi xong rồi rất khó, rất khó. mà à, Ngày nay rất khó mà những cái tiền vệ công mà lòn lên ăn những cái bánh như là Iniesta chẳng hạn. Nên à, ông đã hoàn toàn từ bỏ cái lối chơi đó. Thì ông áp dụng lối chơi mới vào thì họ tấn công quyến rũ hơn. À, những đường đang bóng à, tấn công trực diện, tấn công trung lộ, những cái miếng tấn công vỗ mặt hay là tấn công biên, chồng biên thì à, hầu như là trong trận đấu các à, cầu thủ của đội Tây Ban Nha đã hoàn toàn áp dụng những cái cái miếng đánh đó. Nhưng đội tuyển Pháp mặc dù thua nhưng mà đội tuyển Pháp vẫn thi đấu đối với à, mà đi tới thấy rằng cái trận đấu này Pháp thi đấu uh, hay nhưng mà uh, với một cái, cái 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 sức trẻ với một cái lối đá mà uh, pressing xong như vậy họ um, cầm bóng nhiều uh, họ triển khai tấn công biên nhiều Hên đội tuyển Pháp họ tấn công biên cũng rất hay uh, Dembele và uh, Mbappe đã trở lại với vị trí sở trường của mình nhưng mà uh, họ không chắc tiêu cơ hội có những uh, cơ hội mà mai thế nghĩ rằng uh, có thể là Mbappe hay là nếu không ở bên cái chân phải của tio Hernandez thì là sẽ có bàn thắng quân bình hai khóc hai điều nhưng mà một lần nữa cho thấy rằng um, một đội bóng uh, có sự chuẩn bị tốt thi đấu cống hiến uh, mạnh dạng thi đấu và có thể là uh, ông huấn luyện viên toàn tính ông áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ trong ta tất cả các trận đấu từ đầu cho đến bây giờ nên một chiến thắng trước đội tuyển Pháp đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha vào trận chung kết đó là à, rất rất là xứng đáng thì liệu ngày mai à, khi đội tuyển Anh đôi khi à, à, cái sự thất vọng của mọi người khi mà đã chạm đáy rồi thì lại có cái sự xuất thần của những ngôi sao mình phải nói là cái đó là sự xuất thần của những ngôi sao chứ không phải là những cái bài miếng mà ông sau gây ông đưa lại thì liệu ngày mai đội tuyển Anh có thể uh, có một trận banh uh, mà mọi người đang nghĩ rằng đội tuyển Anh nhỉnh hơn đội Hà Lan chút xíu nhưng mà đội Hà Lan vào tới trận bán kết như vậy là đó là cũng là hơn dự đoán uh, của của tất cả mọi người trước cái giải đấu này nhưng mà đội tuyển Hà Lan hiện tại bây giờ càng thi đấu càng hay càng thi đấu à, họ thì càng bọt phun nhiều hơn các cầu thủ các vị trí của họ thi đấu à, hầu như là họ hiểu họ nhịp nhàng hơn và cái à, cái ngoạn nổ của họ là à, vô à, thi đấu quá hay với cái à, mặc dù mọi người cứ nghĩ rằng là tại sao tại sao à, đội tuyển Hà Lan à, nói là hàng thủ à, hay À, để cho nhưng mà họ lại để cho đội tuyển áo à, lại ghi ba bàn nhưng mà đôi khi có những cái tai nạn như vậy có những cái trận đấu như vậy họ mới rút tỉ được kinh nghiệm và biết đâu đó cái sự vững chãi với sự dẫn dắt của uh, Bendai ở uh, uh, hàng phòng ngự sẽ uh, đưa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Anh ngày mai có một trận cống hiến như trận ngày hôm nay và họ một trong hai đội nếu vào nếu vào chung kết thì cũng vẫn xứng đáng cho những gì họ đã thể hiện mặc dù đội tuyển Anh uh, làm cho mọi người có những trận đấu mà uh, hơi thất vọng nhưng mà biết đâu đó uh, uh, với những chiến thuật mà ông sao gây ông không áp dụng được thì những cái toan tính gì của ổng sẽ đưa đội tuyển Anh vào trận chung kết này mà chắc có lẽ đội tuyển Anh mà vào chung kết này thì à, ở những cái show cuối cùng thì chắc có lẽ Eric Hiệp và Mighty Thế sẽ nhiều hết lời cho Danny nói đó. <laughs> ngày mai, ngày mai à, à Yên Linh có chừng khảnh tại với nhau đi. Hoài La có chừng ở nhà. Yên Linh ừ. là, từ đầu mùa tới giờ chẳng hạn. Cảnh thận với nhà, nói trước rồi nha nhà. Yên Linh, lên cũng giống như là Tây Ban Nha hôm nay vậy đó nha. Dạ. Yeah. À, là được đánh giá là nhỉnh hơn, nhỉnh hơn Tây Ban Nha, được đánh giá nhỉnh hơn Tây Ban Nha, à, nhỉnh hơn Pháp ngày hôm nay, nhỉnh hơn chút xíu. Uh, thì Tây Ban Nha đã về Đã bước vào trận chung kết Thì ngày mai đội tuyển Anh cũng được đánh giá Những hơi chút xíu Hơi Hà Lan chút xíu Thì những cái chút xíu Chút xíu đó sẽ đem tới Mà họ lại trận đó cuối cùng Thì nên uh, uh, hay chắc có lẽ là Em thuộc lòng Thuộc lòng dù là uh, Các cầu thủ hay là, um, hay, là uh, hay là Những vị trí nào Và liệu ngày mai Có thể là um, lưu so trở lại để một trận đấu quyết định đẩy Trippier lên băng ghế dự bị và uh, ông sẽ thi đấu với đội hình là ba bốn hai một là cái trận trước thì thì uh, ba trung vệ dân ngang và cái sự hỗ trợ của hai biên vẫn cho vẫn thấy là một cái đấu pháp mà ông sau đây ông lựa chọn mà đội tuyển Anh chơi nó nó hiệu quả hơn thì quốc uh, lúc so vào mà cũng hy uh, trở lại sau cái uh, mảng hàng treo giò mình thì em thấy sao yeah. hurricane của em thì sao <laughs> hurricane thì uh, mùa này uh, giải này có vẻ là cũng hơi uh, phong độ không có tốt anh uh, trước khi uh, cuối mùa thì có dính một cái chấn thương chấn thương lưng ở Bayern Munich dù uh, sao thì uh, ngày mai có lẽ là mm. chuyên gia đánh giá và nhìn trên uh, Sơ đồ chiến thuật cũng như là nội hình thì có lẽ là tuyển Anh vẫn đang được nhận định là có thể nhìn hơn chút xíu nhưng không thể quên là Van Dijk là một hậu vệ đã rất là sành sỏi các uh, tiền đạo của tuyển Anh. Gặp coi như là gặp Ivan uh, Sonny rồi Harry Kane là mỗi tuần ừ. cho nên là cũng rất là khó. À, ngày mai sẽ rất là khó. À, thủ môn Hà Lan năm nay à, thi đấu trận gặp Phụ Nhĩ Trì cũng rất là hay. Thật sự, nếu mà so về trận đấu giữa Tây Ban Nha và Pháp và Anh và Hà Lan thì uh, như Danny hôm qua có nói là Danny cảm thấy rõ ràng hơn là Tây Ban Nha nhỉnh hơn Pháp nhưng mà so về Hà Lan và Anh thì không có chắc là Anh nhỉnh hơn Hà Lan đâu ừ. à, Chưa kể là Gapo đang vào form và Gapo cũng đã thi đấu ngoại anh, anh cũng rất là có duy phi bàn ở đội tuyển à, Ngày mai uh, lúc so thì hôm qua phỏng vấn thì các phóng viên có hỏi là anh có cảm thấy là anh đủ thể lực để thi đấu 90 phút chưa thì lúc sau có nói là anh có anh nghĩ là anh đã đủ thể lực để bắt đầu có thể lần đầu tiên là xuất phát chính thức không cần là vào ghế dự bị uh, nhưng một lần nữa à, uh, theo Danny vẫn nghĩ nếu may mắn được lọt vào chung kết thì có lẽ là chung kết mới sẽ là trận lúc so sẽ đáng chính ngay từ đầu nếu tuyển Anh vào được chung kết còn ngày mai khi mà thi trở lại À, nếu một người đã theo dõi sao ghép rất là lâu thì có lẽ sao ghép vẫn sẽ trở về với cái đội hình gần như là bắt đầu mùa giải à, năm nay với sự trở lại của Gohi thì Trippier vẫn sẽ là cánh trái Gohi rồi John Stone Walker à, có cái khác thì chắc chắn sẽ là Menu đang đá rất là tốt Menu Price nhưng mà Huy Huy có thấy là cái sự trở lại của Mặt Gohi có ảnh hưởng gì tới Lusor đó The, em hiểu nhưng mà ý là cái cách bảo thủ của uh, sau ghế thì ông sẽ không có mạo hiểm để mà cho lúc so đá chính như ông 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 ý em nói là ông ông giữ luôn Ổng ông sẽ vẫn giữ ờ, rồi xong ông giữ luôn trong xong đội tiếng anh thua rồi Ồ <laughs> ôi sao giờ vô giống như là thua ông đem giờ chứ cho vô cái gì bây giờ bây giờ là một cái người mà ổng uh, ông rất là tin tưởng ông phải đem đi trong khi đó ông uh, một trò cưng của ông là uh, um, chi quen no chi well thì không lấy rồi chi -well, well thì ông không chọn rồi à, uh, trung vệ của mu trung vệ đội trưởng mặc hoài ổng ông cũng không tin tưởng nên ông để nhà nhưng mà ông chơi canh bạc tách tay là ông đem một trò cưng của ông theo lu rất có duyên ở những trận đấu quan trọng lu là cái người ghi bàn ở trận đấu chung kết của 4 năm trước lu là ông chơi một canh bạc thì trong ngày mai Yeah. khi mà cái trip là một cái cái vị trí mà từ bên phải đã đưa qua chỉ là chỉ dạng tròn vai thôi thì trong một cái ngày mà có thể là Lu so uh, thấy là um, mình trở lại là uh, chấn uh, thương với lại những cái buổi tập anh thích uh, anh cảm thấy anh thoải mái hơn thì chấn thương và anh ý bảo bọn anh đã đỡ hơn thì lưu so vào thì nếu mà lưu so vào thì uh, À, mà thấy nghĩ rằng là Lucas vẫn đảm nhiệm ở bên cái biên trái về thì nếu mà ông thi đấu mà ba à, 4 2 1 thì cũng giống như buổi trước thì ông lấy Trippier ra ông để bên kia vào cũng để Lucas vào bên này bên này là Saka bên này thấy Saka Saka đối với anh Saka tới thời điểm hiện tại thì đội tuyển Anh không có ai mà thi đấu hiệu quả bên bên phải giống như là Saka mà những lúc mà thấy rõ ràng Uh, thầy mà thầy mà ở trong cái lúc mà cần cứu một cái là cái cái sự tỏa sáng của các học trò cưng các cô sao mà đã đã cứu thầy liền phải không? thì nên uh, uh, vẫn hộ công sau lưng Hurricane đó là Phil uh, Foden và Hair. thì là Hurricane uh, thì không ai dám thay rồi chỉ có ngồi em thôi gọi <laughs> em em dám thay Hurricane là chứ chứ nghĩ sao em không dám thay rồi thì chắc cái vị trí đó cái đội hình đó anh cũng sẽ giống vậy. đội hình đó là là đối, ở cái trận vừa rồi mà họ thi đấu là thụy sĩ họ cái đội hình đó mặc dù họ bị dẫn trước thiệt nhưng mà họ thi đấu hay hơn thì uh, uh, các cầu thủ của uh, đội tuyển anh uh, sau vài năm những gì họ đã thất bại thì là họ chữ chạc hơn có kinh nghiệm nhiều hơn uh, thi đấu lạnh lùng hơn thì uh, đó là những yếu tố rất là cần thiết cho một trận đấu quan trọng như là ngày mai trước uh, đội tuyển Hà Lan mà rất dày dạn kinh nghiệm và nên nhớ rằng ông Ronald Koeman thì là ông là cũng là uh, một trong những uh, cầu thủ uh, một trong những cầu thủ mà thành công nhưng mà ở huấn luyện viên ông không phải là thành công ở vai trò huấn luyện viên ông không phải là thành công nhưng mà đến thời điểm hiện tại ông là cái người cũng là uh, đọc trận đấu cũng hay uh, ông cũng là một trong những mà người mà uh, À, 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 bậc thầy về là thay thay người đó nên cũng phải cẩn thận nhưng ở một trận đấu có tính sống còn như vậy thì cái yếu tố ngôi sao những cầu thủ mà có 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 thể mà thay đổi cuộc chuyện trận đấu bằng cái bản năng của họ thì là uh, đội tuyển Anh nó cũng mạnh hơn đội tuyển Hà Lan chút xíu có lẽ là nhưng, nhưng mà chắc có lẽ là khi mà nói tới đội tuyển Anh thì em mới cẩn thẳng chút xíu ok <laughs> em em, 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 em cứ nói rồi huy Em nói đồ tiếng anh là chắc nếu mà quý vị biết rằng là khi mà quý vị mà yêu thích hay là cứ uh, hay là um, luôn đặt trái tim mình vào một cái gì đó thì là rất họ để ý rất kỹ nên nói đồ tiếng anh thì chắc có lẽ là eric hiệp cũng như ba thi thế sẽ dành những cái lời hay nhường lời... nhường microphone nói lại nói cho huy là... luôn <laughs> ngày, uh, sau trận đấu thì uh, Danny sẽ có nhiều cái để nói không phải là uh, uh, mù quá mà nó không được thì hy vọng là vậy dù sao thì uh, ngày mai uh, hà lan hay anh thì vào chung kết thì vẫn phải một lần nữa đội nào ngày mai vào chung kết chắc chắn cũng sẽ là nằm cửa dưới so với tây ban nha một lần nữa một trận đấu ngày hôm nay tây ban nha thi đấu quá xuất tắc và có lẽ là gần như họ đang là một đội bóng hoàn hảo không có điểm yếu nên thì không có tìm thấy một cái điểm yếu nào ở trong tây ban nha trong tất cả các trận đấu mà họ thi đấu T <laughs> họ sửa quá họ hảo. những vị trí mà không phải là sở trường của mình thì và Mo mình là dạng oh Daniel cái thật sự cái bàn thắng Daniel quá đẹp rồi nhưng mà cái 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 pha mà gạt bóng qua Tuchinemi của Daniel chết thật cơ hay quá chết thật cơ nếu mà nếu mà Corner mà không có đưa cái chân vào thì cũng vẫn thôi như bàn thắng đó mọi người cứ nghĩ là Ogo, nhưng mà thiệt ra là đã tính cho daniel omo và nhờ cái bàn thắng đó mà omo là đang dẫn đầu với vua phá lưới bởi vì anh cũng ghi ba bàn với japo nhưng mà anh có kiến tạo nên anh đang được là anh đang làm về bàn ở ngay ở ngay cái cái trận đất đó cái bàn thắng thứ hai omo truyền như đặt vào 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 đầu thôi nhưng mà bây giờ ngày hôm nay hài cảnh đố đôi khi cũng tốt đôi khi ở trong thể thao hay bất cứ trong một cái lĩnh vực nào nắm bắt thời cơ rất là quan trọng. Ha. Nếu mà nếu mà uh, ở trận đấu với đội tuyển Đức mà uh, um, Petri, Petri mà không bị chấn thương, Omo không vào quá sớm như vậy thì liệu sự tỏa sáng của của Daniel Omo uh, có có đưa uh, đội tuyển Tây Ban Nha vào cái trận đấu như vậy mà để cho uh, Daniel Omo có một uh, vị trí chính thức? Uh, mọi người rất tiếc rất tiếc là uh, phong độ và chấn thương của Deni Omo ở Leipzig ở cái mùa giải vừa rồi ở cái giải đất là um, anh không được thi đấu nhiều lắm nhưng mà anh có nhiều cầu thủ ở câu lạc bộ không được thi đấu nhiều nhưng mà đó là những gạc cưng của huấn luyện viên thì huấn luyện viên họ gọi lên đầu tuyển họ sử dụng và khi mà nắm bắt tay cơ được thì là họ tỏa sáng và um, những gì họ đã thể hiện thì mọi người thấy rằng Uh, tài uh, phải có may mắn và họ biết nắm bắt thời cơ Có đức nữa uh, có tài có đức nữa chứ mà đôi khi uh, có tài mà uh, không không có đức thì cũng không có được nhưng mà làm làm gì là uh, cái uh, cái uh, mình nói mà cái gì uh, mình nói về tấn độ tâm linh chút xíu mình phải có cái cái thương tổ đại là là tốt nói <laughs> là hay trong một trong một cái trận bóng mà mà mình cứ nghĩ rằng nếu mà ông trọng tài kia ông bắt ấy chút xíu thì liệu Tây Ban Nha có thể vào vòng trong hay không có liệu Tây Ban Nha có, có có ngày trận đấu ngày hôm nay hay không cho một bên Tý trên một đội tuyển đất nó hân hợp như vậy nhưng mà đó là một phần của bóng đá thì mình phải chịu thôi thì chắc có lẽ ngày mai đội tuyển Anh thi đấu như thế nào à, chiếc phục đội tuyển hà lan đang cũng đang hừng hợp bị lật à, với cơn, à, mọi người cứ nghĩ rằng là không phải là cơn lốc màu da cam ngày xưa nhưng mà đôi khi những cái cơn, cơn cơn gió thôi những cơn gió mạnh mà đúng thời điểm thì nó cũng làm làm cho mọi người hay là các đội bóng nó hoàn toàn bị tê tái thì à, chắc có lẽ mời quý vị đón xem à, à, tối nay à, quý vị có thể là ngủ, ngủ sớm à, ngủ thật sâu à, để chuẩn bị sức khỏe cho trận đấu ngày mai có lẽ là trận đấu ngày mai không dành cho những người yếu tim mà à, ủng hộ đội bóng của mình thì một lần nữa mai đi thế cũng như eric à, danny huy và cứ làm việc chương trình cũng cảm ơn thời gian quý báo của quý vị và à, một lần nữa xin chúc quý vị luôn sức khỏe à, xin kính chào và hẹn gặp lại. Dạ, yeah. nay quý vị trước khi đi ngủ sớm nhìn thấy nói thì cũng có coi Messi gặp Canada. Ờ ừ. ừ. chiều nay có Copa Messi nữa hả? Câu dạ, Copa à. Rica cũng đã vào đến vòng bán. Bảng... Nếu, 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 nếu mà mình lên bây giờ thì vào 5 giờ, 5 giờ Messi thì Messi sẽ đá nhưng mà cái chán là mọi người đang chán là tại sao Argentina của Messi gặp Canada ở trận đầu tiên ở vòng thường ở... phải đợi tới chung ở vòng đó. bảng. Yeah nhưng mà khi vào vào thì vào đấu vào cái nhánh chéo bên kia thì nó vẫn hay hơn. Ai ngờ cuối cùng lại gặp lại cái đội uh, đã, mà đã đã rồi đã đã, đã, đã rồi à. đã ở ngay cái bảng ở trận đầu tiên khai mạc luôn. thì như không sao. Messi Messi thi đấu thì uh, đầy hấp dẫn. thì đâu Và ai coi cũng coi đúng không? Bây à. <laughs> giờ Ronaldo, Messi đâu còn đá? Bán. Chiều nay quý vị uh, uh, có đi làm tranh thủ về sớm chút xíu uh, rồi uh, về nhà ăn cơm ăn buổi tối với lại gia đình vợ con rồi bật tivi lên coi Messi thi đấu mặc dù tới giờ này Messi vẫn chưa ghi bàn nhưng uh, Messi uh, đá không vào ở lọt uh, luôn nhưng mà mọi người cũng dành cảm tình cho uh, Messi hơn hơn là ai đó bạn <laughs> ai đó bạn của mình cứ nói thôi uh, <laughs> <laughs> uh, mà chắc... dẫn dẫn lay qua pháp luôn Lây <laughs> pháp thôi cũng mừng thôi thế thì thôi <laughs> Ơi, chúc chúc yeah. các bạn uh, một uh, một buổi tối uh, ăn cơm gia đình uh, ngon lành. Dạ yeah, và chắc yeah. chắn là Hi vọng sẽ có thời gian để gặp lại quý vị ngay sau trận Hà Lan và anh. Yeah. xin kính chào và hẹn gặp lại.